Cục Thương ơi, Cục Thương. Anh gọt trái cây cho Cục Thương ăn nè, Cục Thương đừng giận anh nữa nha. Sao vậy? Ủa? Đừng có đụng vô. Đây là cái gì? Đây là chiếc bình tình yêu. Bình tình yêu? Từ nay, mỗi lần mà anh làm em giận, làm em buồn, làm em khóc, em sẽ đổ một ly nước vào trong chiếc bình này. Đến khi chiếc bình đầy nước, tức là lúc em không còn chịu nổi được nữa, em sẽ tự động ra đi. Lúc đó anh có gian xin năn nỉ cỡ nào cũng không có níu kéo được em nữa đâu. Thôi mà, đừng có giận anh nữa mà Cục yêu. Em biết anh thương em mà đúng không? Anh sẽ không bao giờ để em buồn nữa. Anh sẽ cố gắng đổ đầy chiếc bình này. Hả? Ý anh là đổ đầy chiếc bình này bằng tình yêu của anh chứ không phải là nước. Nói thì nhớ đó, anh mà không làm được, em đổ đầy nước vô đó cho coi. Thôi 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 thương nè, không có đổ đầy nước nha, đầy tình yêu nha. Ăn trái cây, ăn trái cây. Trái cây nè. Thương quá à. Này thì đầy bình nước, này thì xẻ ra đi, này thì gian sinh vô ích. Vậy thì đi lẹ đi cho bố nhờ. Đi lẹ đi. Đi đi đừng về. Ê, sao vậy? Làm gì buồn hiểu không hiểu vậy? Chắc bồ đá. Biết rồi thì im đi. Ủa mà không hiểu làm sao nha. Nhìn tao á, cũng đẹp, cũng xinh, cũng ngon, mà sao thằng nào ăn rồi cũng bỏ, cũng lùa tao hết vậy? Ừ, thì cũng đẹp, cũng xinh, cũng ngon, nhưng mà ai biểu ngu làm chi, nên bị lừa, bị bỏ hoài. Đàn ông bây giờ ấy là nó thích những cái người phụ nữ thông minh. Mày càng thông minh bao nhiêu thì mày càng điều khiển được chúng nó. Thế thôi. Đúng rồi. Đây này, tao kể cho mày nghe nhá. Tao này hơi bị khôn luôn. Sáng nay có thằng nhắn tin Facebook định lừa tao. Nó lừa gì? Nó lừa là mua cho nó thẻ 200k. Rồi mày làm sao? Tao chạy đi mua. Biết là nó lừa mà muốn đi mua hả? Mày bị làm sao ấy? Tao đẹp nhưng mà tao không ngu. Tao đi mua cho nó cái thẻ 100k. Nhưng về tao nói với nó đây là thẻ 200k. Thằng đấy cảm ơn tao lia lịa luôn. Một lúc sau lóc Facebook tao. Kiểu như là chắc nó cay. Thằng ngu. Mày thông minh á. Khôn á. Con gái là phải vậy. Đúng rồi. Nhưng mà không có khôn bằng tao. Để tao kể cho tụi mày nghe câu chuyện sáng mắt ra. Nhớ thằng Giang không? Mà tất nhiên phải nhớ. Tại vì nó ruột của tao mà. Thì đó, dù là ghẹ ruột nhưng mà thật sự ra nó có một cái tính rất là kỳ, là cứ thích chơi xong dông thôi. Cứ thích như vậy thôi à. Nhưng mà đâu có được. Tao đâu có ngu. Tao đâu có để nó đạt được nguyện vọng của nó được. Cho nên á là tao lấy chích lũ ba con sói của nó. Rồi sao? Tao có bầu rồi, tao có bầu thì làm gì nó có cửa mà bỏ được. Hôm nay có hẹn chở tao đi khám thai nè. Hình như cũng sắp tới giờ rồi, để tao gọi nó qua đón luôn là vừa. Sáng mắt quá. Em đi mua sắm nữa đó hả? Chân cẳng anh gì em không lo mà em đi shopping hoài vậy Mai. Sorry Cục yêu nha, tại vì ở nhà chán quá không biết làm gì nên em mới đi shopping. Nhưng mà quên mất là cái chân anh bị vậy là để anh ở nhà. Thôi mà, anh đừng có giận, đừng có buồn em nha. Anh chỉ bị nứt xương thôi mà, chỉ cần ở nhà nghỉ dưỡng 1-2 tháng là lành rồi. Anh ở nhà mới có 1 tuần thôi muốn điên cái đầu rồi đó.
ở 1-2 tháng chắc em chết luôn á. Hay là để em kiếm cái gì chơi cho vui nha. Ừ. Mình đi bơi đi. Đi bơi. Trời nóng đi bơi đi. Chứ gì sao bơi? Em thật sự ngu ngốc. Chân gì sao đi bơi ta? Anh thích đá banh. Mình đi đá banh đi. Đá banh là chơi trên sân cỏ khô, không có sợ dính nước. Chân nhắc lên muốn không nổi thì sao đá banh? Em lại ngu ngốc nữa rồi. Để suy nghĩ coi cái gì chơi được ta. Cái này chắc chắn chơi được. Cục yêu, mình chơi giải đố đi. Nãy giờ em mới thấy em thông minh đó. Em à. Bây giờ chấp em ra đề trước. Chấp em ra đề trước. Vậy thì em đố anh. Đố anh bắt được em. Bắt em đi. Nè, nè, bắt em đi. Bắt đi. Bắt em đi nè đố. Con điên, mày đi vô. Em không ăn tao. Bắt bắt được em. Anh biết hôm nay ngày gì không? Biết. Ngày gì? Hôm nay là thứ bảy. Anh thích đi dầu ba. Nhạc đó làm em nhảy. Sao cậu? Biết, nói giỡn thôi biết hết á. Bữa nay là kỷ niệm 1 năm hai đứa mình cưới nhau. Nghĩ. Ngày xưa ấy, em chịu cưới anh là bởi vì trông anh ngu ngu, dễ thương. Mà bây giờ có vẻ cũng khôn ra rồi đấy. Phải vậy chứ, con người phải trưởng thành, anh phải khôn ra rồi anh mới làm trụ cột gia đình, mới là chồng của em, hiểu không? Rồi, hôm nay là ngày kỷ niệm, em thích anh làm gì cho em? Anh nấu ăn cho em nhá. Thôi dễ thôi, dăm ba cái món ăn, đặt ba nhấp nhấp mấy cái là xong. Mà em thích ăn cái gì? Anh biết em thích ăn cái gì mà. Dễ mà. Rồi, ngồi chờ anh. Anh vô trong anh nấu, khi nào xong anh gọi vô ăn, chịu không? Ok. Chào nhé. Hôm nay là thứ bảy. Thầm thà đi đâm, thầm thà đi đâm, thầm đi đâm, thầm. Từ từ. Để tươi, đó. Mời bà xã ngồi. Thơm thế, đúng cái mùi em thích luôn. Đây, ten ten. Đây. Đây là món son chân cách thủy. Đó. Thích chưa, còn đây là mascara luộc chấm với mắm tôm. Món cuối cùng là chè phấn nụ. Một cái combo em thích. Đó, mời bà xã dùng. Thấy ông xã thông minh chưa? Thưởng đây. Vợ chồng ba nhấp đâu? Ra ăn cơm nè. Dạ, ăn cơm em ơi. Nhanh. Ôi chạy. Tới giờ cơm rồi. Mẹ ơi, toàn mấy món con thích không mẹ ơi? Mẹ là số 1 luôn á. Mẹ, sao toàn món mà chồng con thích ăn vậy? Lạ không? Mẹ là mẹ ruột của anh, thì mẹ phải nấu mấy món anh thích chứ, hay mà ha. Ừ, đúng rồi, này con. Ui trời, cảm ơn mẹ. Ôi trời ơi. Cay gì mà cay, ai ăn cũng được, sao con ăn không được? Con không ăn cay được mà. Không biết ăn cay á thì tự đi nấu mà ăn. Con không biết nấu cơm đâu. Không biết nấu cơm thì khỏi ăn cơm. Mẹ đừng giận vợ con mẹ. Con biết nấu còn chê bai, tôi đánh chồng cô cho bỏ ghét. Em ơi đừng có giận. Mẹ nấu cay còn đánh con trai mẹ cho bỏ ghét. Thôi mẹ đừng nấu cay nữa nha mẹ. Đồ cái thứ không biết ăn cay, còn nhiều chuyện. Anh tập ăn cay. Mẹ nấu cay, thích nấu cay, con không thích ăn cay, không ăn thì nhịn. Mẹ nhịn. Mẹ. Bà thích tự nhiên bà quánh mình, đuổi mình ra đây. Thích thiệt chứ. Chị em chuẩn bị. Nghĩ. Nghiêm. Nhóm ca. La la la. La 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 la. Trời ơi. Sau 3 tháng chăm chỉ tập luyện thì
thì cuối cùng chị em mình cũng đã có được body như mong muốn. Mình đã được ước mơ rồi. Mà đúng rồi đó, 3 tháng mà nó dài như 3 năm. Nhưng mà bây giờ nhìn lại body của ba chị em tụi mình á, Tành ơi, nó sướng gì đâu. Ê, nhưng mà tụi mày dùng cách nào vậy? Nói cho tao biết với. Cách của tao á, cực kỳ đơn giản luôn mà không phải mệt sức gì hết. Chỉ cần nhá là bọn mày có sức bền bỉ, dẻo dai và phải hiểu tiếng lòng của mình, hiểu bản thân mình. Cái quan trọng ấy là phải có người hỗ trợ với mình nữa. Nó, cách gì mà nghe ngộ nghĩnh quá vậy? Chia sẻ đi. Chỉ một từ thôi. Nhấp một từ thôi. Nhấp thì làm sao giảm cân được? Sao không giảm cân được? Một phút nhấp là mình giảm được 4,2 calo. Wow. Bằng với cả một phút chạy bộ trên máy hộc hơi. Đây nhá, vừa sướng mà vẫn vừa giảm cân. Tao à, là tao giảm cân sáng trưa chiều tối luôn. Tao nhấp sáng trưa chiều tối luôn. Ủa? Nhưng mà anh Đạt ba nhấp, ổng có ba nhấp mà sao phục vụ mày sáng trưa chiều tối được? Thì ba nhấp không được thì mình nhấp cái khác. Cái gì nhấp được tao nhấp hết. Mày đúng là đại hồng thủy. Bây giờ tao hiểu tại sao mà ông Đạt ba nhấp ông sợ mày đến vậy rồi đó. Nhưng mà nói gì thì nói, chứ sáng trưa chiều tối quá sức như vậy không biết giảm cân có được không, chứ tao sợ mày bị tim thòng chết luôn á. Dư phải phải tao chứ. Đúng rồi. Sao đâu? Còn mày thì sao? Tất nhiên là cái cách của tao á thì nó sẽ tinh tế và tư duy hơn. Đó chính là dùng cái đầu. Dùng cái đầu thôi là giảm cân được. Dùng cái đầu sẽ giảm cân được má. Được chứ sao không? Bài tập cái đầu. Đây, xem phải, xem trái. Mỗi khi mà người ta rủ mày đi ăn hay là đưa đồ ăn trước mặt mày, chẳng hạn như mai ăn đi, đi ăn không mai? Trời ơi, mà sao cách giảm cân của mày nhịn ăn nhịn uống cực khổ. Còn tao á, một ngày tao vẫn ăn đủ 3 bữa. Sáng ăn cháo, trưa ăn miếng, tối ăn năn. Vậy mà tao vẫn xinh đẹp. Ăn miếng với ăn năn mà vẫn giảm cân được á? Đúng rồi. Có thực đơn đó, ăn sao mà chỉ tao đi. Sáng tao ăn cháo đá bát, trưa tao ăn miếng chả miếng, tối tao ăn năn hối cải. Trời ơi, xinh đẹp lắm tụi bay ơi. Vậy cũng giống tụi tao thôi, hèn gì xinh đẹp như nhau. Dù sao thì 3 tháng chúng ta cũng có body chuẩn rồi. Bây giờ ăn mừng. Đúng rồi, ăn mừng. Mình đã cố gắng 3 tháng rồi. Bây giờ mình ăn một miếng thôi có sao không ta? Mày nói cái gì vậy Mai? Mình nhịn ăn nhịn uống suốt 3 tháng rồi mà bây giờ mày hỏi ăn một miếng có sao không? Dĩ nhiên là không rồi. Ăn cái gì? Ăn cái gì tao đặt? Điện thoại mày đâu? Điện thoại mày đâu? Ăn no sung sướng quá. Đúng là trên đời này ăn là hạnh phúc. Cùng lắm tao về nhà tao nhấp thêm mấy phát thế là được thôi. Ê, nhưng mà tao thấy cái bụng mày là không có được lắm nha. Bụng mày cũng hơi sao sao đấy. Mai, cái gì? Công sức tập luyện của tụi tao 3 tháng rồi, vậy mà mày cứ áo một chút không sao. Bây giờ mày cõi đẹp rồi. Ôi, cái gì? Sao đổ thừa tại tao? Tại con Thủy chứ bộ. Nó nói là tập luyện cực khổ rồi, bây giờ muốn ăn mừng cho nên mới đặt đồ ăn mà. Tụi trời ơi, mày hại tụi tao rồi. Tao không chơi với hai tụi mày nữa. Tao đi về. Cắt mặt với bọn mày luôn. Tao không chơi với mày nữa. Đi về đi. Phải giảm cân từ đầu nữa rồi.